Dạ vâng, em xin chào toàn thể quý anh chị và bà con chăn nuôi. Thì hôm nay là thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024. Đó, thì con nghe đực Anh Quýt nha bà con. Đó, thì trong trong em thì chỉ có một con nghe đực Ba Bơ thôi. Đó, xả hàng nha bà con. Đó, thì bà con yêu thích con nghe đực Ba Bơ này thì cứ liên hệ với em. Đó, một đống thịt cho đây rồi. Con này thì xả hàng cho bà con luôn. Đó là 14 triệu. Đấy, con nghe đực Ba Bơ đây. Bơ phối nha bà con. Đó, cao tầm 1m1. Đó, 14 triệu con nghe đực Ba Bơ đây. Đó, ai yêu thích con nghe đực Ba Bơ đây thì liên hệ với em. Chân cảnh đùi dài là tốt nha bà con. Dài đùi cục thịt, ui chịu mà ăn nó. Rôm cỏ là bắp máng là ăn lòi hẹo. Có hai con ăn không hết bà con. Nói chung là nhẹm dư cỏ. Đó. Quá trời dư luôn. Đây mong đùi đây, hai nét cơ rồi đấy anh em. Chiều nò. Đấy, cỏ rôm mà bà bạn, còn nước cám mà bà bạn. Vậy em thì tự ăn tự do, tự thoải mái, tự đi thì đứt nữa không. 14 triệu con nghe đực Ba Bơ đây. Xe hàng cho bà con. Rau. Tiếp theo một con nghe đực Anh Quýt. Đó. Con này thì già tháng rồi nha bà con. Con này nó tầm hay con cỡ 7 tháng rồi. 7 8 tháng bò rồi. Đó, thì giá mini học sinh không? Thì con này em báo giá công khai luôn là 8.500.000, 8.500.000 rồi. Ai ít vốn nhẹ tiền bé con này gì đẹp thịt. Da bò nha bà con, em uống mạnh đâu nghe. Chân cảnh nó to, đỏ đẹp một mèo. Đó, không biết các bà cô bà cột sao mà da mũi ăn cái da mũi nó lửa sống mũi. Chiếc da mũi nó dữ quá. Đó. Dày dặn lắm nha bà con, chân cảnh nó to nha. Cấp mình nó tốt, dài, liền lạc. Đó, giá nhẹ nha. 8.500.000 một con nghe đực Anh Quýt. Hai con nó như nhau rồi bà con. Ai bắt nguyên kẹp thì cứ liên hệ với em. Đó, kẹp nghe như thế này. Đó, em đang gom giếng đi Gia Lai. Con có nhu cầu bắt thì em vận chuyển luôn. Gia Lai em đang gom giếng với lại là Bình Định. Ai thích con nào thì liên hệ với em. Em có hai hướng đi đó, một hướng Gia Lai, một hướng Bình Định. Mà ngoài nằm có đi giao bò bà con, thì em gỡ theo luôn cũng được. 8.500.000 nha bà con, còn nghe được Anh Quýt phối đây. Liên lạc cao dài. 8.500.000. Đó, bán cũng như giá cạo bà con, gác cạo có xí đỉnh không, gác cạo 500.000 thôi. Chứ còn bán cạo thì 8 triệu thì tậu nó quá. Nó cũng không tốt nghe mà giờ bán thịt thì uống. Thì bán gác cạo xíu. 8.500.000, còn nghe được Anh Quýt đây. Đây còn Ba Bơ là xa 14 triệu. Ai yêu thích ngày liên hội dài như đuôi mà con đóng thịt đây rồi. Ai ít vốn nhẹ tiền bác nghĩ đây giờ đẹp thịt. Đó, tốt ăn thằng đã không rau. Nói chung là video em chỉ có em có giếng đi Gia Lai Bình Định hai giếng thì hai hướng thì bà con có nhu cầu bác con nào thì liên hệ với em. Rồi chúng là chúc bà con một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe, hẹn bà con trong những video tiếp theo. Rồi bye bà con. Thì sáng mai em có đi giao bò về Mỹ Yên nha bà con. Thì bà con ở gần gần đó có bán bò thì liên hệ với em, chặn xe em được em coi em chở luôn. Đó thì em bắt tất cả các loại bò nha bà con, từ bò to tới bò nhỏ. Cứ con bò nào còn đứng là em mua, chứ đừng có nem. Nem là em không có mua. Chứ mà cứ còn đứng là em còn mua. Rồi. Video em tạm thời kết thúc tại đây nha bà con. Rồi bye bà con.